Chào bạn, bạn bảo rằng bạn chưa cần đến bảo hiểm nhân thọ. Bạn nói rất là đúng, bởi vì tại thời điểm tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chẳng ai cần đến bảo hiểm lúc đó cả. Chắc là bạn hơi ngạc nhiên vì điều này. Bạn bảo rằng không cần đi, thì tham gia làm cái gì? Thưa bạn, đúng như vậy. Khi bạn khát nước, bạn mua nước để uống. Bạn cần một đôi giày thì bạn mới mua giày để đi. Bạn cần ô tô thì bạn mới sắm xe hơi cho gia đình mình. Tức là cần đến cái gì thì mới mua cái đó. Thì đó là những đồ dùng, những cái vật dụng hay là hàng hóa dịch vụ rất thông thường. Bạn có tiền là bạn có thể mua được nó. Còn bảo hiểm nhân thọ là một loại hàng hóa dịch vụ đặc biệt, bởi khi bạn cần rồi thì bạn không thể mua được với bất cứ giá nào, kể cả bạn có nhiều tiền đi chăng nữa. Theo bạn thì những người đang bị ốm đau, bệnh nặng hay là thương tật rồi thì họ đã cần đến bảo hiểm hay chưa? Bạn bảo rằng là tất nhiên khi đó mới cần. Thì tôi xin chia sẻ với bạn, chẳng công ty bảo hiểm nào cho phép những người đang ốm đau, bệnh tật tham gia bảo hiểm nhân thọ cả. Ngay khi sức khỏe của bạn chưa có vấn đề gì nghiêm trọng mà tuổi của bạn đã về già rồi thì cũng sẽ chẳng thể nào tham gia được bảo hiểm nhân thọ nữa. Tôi biết vì bạn đang còn trẻ và khỏe mạnh nên bạn chưa thấy cần đến bảo hiểm nhân thọ. Nhưng bạn ạ, chính lúc này, ngay hôm nay là thời điểm tốt nhất để bạn được bảo hiểm chấp nhận một cách dễ dàng nhất, với mức đóng góp thấp nhất và lại được bảo vệ tốt nhất. Bởi khi tuổi cao, sức khỏe lại thấp đi thì sẽ cần nhiều tiền hơn bạn mới có thể tham gia được bảo hiểm nhân thọ. Tôi nói có thể thôi nhé, còn chưa chắc đâu bạn. Sau cùng, tôi mong bạn quyết định tham gia bảo hiểm ngay. Đừng chần chừ bạn ạ. Bởi nhiều người do cái chờ đợi đắn đo nên đã mắc phải một nghịch lý. Đó là lúc có thể thì lắc đầu nói không, đến khi không thể mới gật đầu rằng